Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Và đây chính Liên giới thiệu với các bạn, đây chính là lọ body của Lilia nhá. Đây chính là body mà dưỡng trắng da toàn thân này, sẽ giúp dưỡng trắng sâu từ bên trong da cho chúng ta nhá. Đó, chúng ta cho một lượng vừa đủ ra tay như thế này. Cái này chúng ta bôi khắp người nhá, đây chính là body toàn thân nhá. Cái này riêng body của Lilia có cái gì đặc biệt thì Liên chia sẻ với các bạn như thế này. Body của Lilia không chỉ giúp để dưỡng trắng, không chỉ giúp là dưỡng trắng nhá, mà còn chống nắng cho chúng ta 8 tiếng luôn nhé các bạn nhá. Đó, giúp chống nắng 8 tiếng. Các bạn mặc quần áo đen nó cũng không bị bết dính nhá. Đây là một trong những cái mà các bạn nữ sợ nhất, đó là dùng mà nó cứ bị bết dính ấy. Nên là khi chúng ta mặc đồ đen ấy, đồ tối màu ấy thì nó sẽ bám vào đồ của chúng ta ấy. Đó, thì nó gây ra những cái thẩm mỹ nó không đẹp đúng không ạ? Đó, thế nên là các bạn cứ yên tâm dùng body của Lila ấy. Màu nhá, cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp luôn, màu rất là thật. Các bạn vỗ lên thì cũng không ai biết là các bạn vỗ kem luôn. Và cái độ bám dính cực kỳ cao, các bạn đi tắm biển, xuống nước thoải mái không trôi nhá các bạn nhá. Cầm cái này thôi với lại cái ấy. Với một cái mà xác nhận hai cái là một đi. Cần gì xác nhận nữa. Cứ cầm đi, nhỡ đâu đến lúc họ cần thì sao? Đó. Đây các bạn này. Đấy các bạn thấy không? Đấy các bạn, khi các bạn thoa lên như này nó bật tông như này cho các bạn nhá. Và chống nắng 8 tiếng cho chúng ta luôn. Các bạn đi biển thoải mái tắm nhưng lên sẽ không trôi nhá. Nhưng có một cái điều nữa là các bạn khi tắm thì các bạn hãy tắm thật sạch nhá. Đó, bởi vì rất là lâu trôi luôn, các bạn thấy đây. Lên màu đây, bật tông đây và rất là tự nhiên luôn nhá. Đó, rất là đẹp, chúng ta chỉ cần vỗ nhẹ như thế này thôi. Bye bye.